Alo. Dậy dậy dậy. Mới 8 giờ mà làm gì sớm. Nay mày dẫn tôi đi phụ đúng mà mày quên hả? Hả? Chết cha. Mà chìa khóa được cất giấu này không một ai biết. Tung cửa bước vào tiếng thằng chứng phòng chữ bên tai miết. Mấy giờ rồi 50 ngàn đóng lẻ. Anh ơi tha lần này em đã cố phóng xe. Mà 22 tuổi sao bạn trông trẻ quá. Mình đã từng dạy học và từng trông trẻ á. Bạn cắt thử clip này nói trước là không dễ nha. Hiệu ứng bắt mắt nhưng nhanh chứ đừng quá đề ra. Chép sụt cắt vôi hiệu ứng. Muốn clip đẹp mày nên nhớ chỉnh luôn ở phần màu. Chết cha mới lại có triệu chứng. Nhưng tao giỡn xèo lần nào. Rồi cũng quen với cái việc ngồi edit buổi tối. Cứ tầm 8-9 giờ văn phòng lại bốc mùi hôi. Mà sao rồi bây giờ mày đã xuất ra chưa? Trưởng phòng ơi sao mình không tuyển thêm người mới? Deadline diễn ngay tại bàn. Bước cho ma mới là ngàn. Chết tôi muốn đi kiếm thêm chung ngay cái bên cái băng đại bàn. Chung ngay cái băng đại bàn. Chung ngay cái băng đại bàn. Chết tôi muốn đi kiếm thêm chung ngay cái bên cái băng đại bàn. Người trong văn phòng làm việc cực lực chỉ để kiếm được dăm đồng. Chỉ để kiếm được dăm đồng. Người trong văn phòng nếu em ngủ gục thì sẽ xếp phải khoan hồng. Xin sếp rủ tình thương đừng đánh em nhiều xương. Xin sếp đừng trừ lương. Xin sếp đừng trừ thưởng. Xin tay sếp hãy nương. Xin sếp đừng dùng trưởng. Nếu sếp không biết thì thằng gà đang ngủ nương. What? Cũng chưa đủ giấc mà đã bị bắt. Phải tỉnh dậy cầm máy quay trên tay con này. Giao suốt ngay lúc 9 giờ tối rồi cứ mỗi 5 phút lại hối lên ngày trong ngày. Làm mệt mỏi muốn được thư giãn cũng công xong ra ban công. Tụi gian trong quá cửa ngàn hồng. Đừng trông mong tao với mày chỉ biết kêu là đến khang giọng. Ê ác mộng của mày tới rồi kìa. Hôm nay ăn gì? Đẹp lai diễn ngay tại bàn. Bước cho ma mới là nhàn. Chết tôi muốn đi kiếm thêm chung ngay kề bên cái băng đại bàn. Chung ngay cái băng đại bàn. Chung ngay cái băng đại bàn. Chết tôi muốn đi kiếm thêm chung ngay kề bên cái băng đại bàn. Chết tôi muốn đi kiếm thêm chung ngay kề bên cái băng đại bàn. Chết tôi muốn đi kiếm thêm chung ngay kề bên cái băng đại bàn. Người trong văn phòng mệt thì cũng mệt nhưng luôn vậy là thoải mái. Nguyện lòng trung thành em với chỗ này còn ăn nằm dài dài. Người trong văn phòng việc mà sếp giao em làm mắt đến lằn chồng. Công việc hoàn thành được sếp khen thì lỗ mũi em đã căng phồng. Người trong văn phòng. Người trong văn phòng. Người trong văn phòng. Người trong văn phòng. Thấy Echino đang phỏng vấn không ạ? Đúng rồi em.